À, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay hocnet.com xin giới thiệu đến các bạn, đây là mẫu đèn hào quang có hình quán thế âm ở giữa và kích thước mình làm cho khách đây là kích thước 60 các bạn nhé. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy là hình quán thế âm ở giữa là sẽ phát sáng này. Đấy, các bạn sáng bên mình làm, bên mình thiết kế cho khách là một màu trắng thôi. Đấy, khi nhìn vào thì các bạn có thể nhìn thấy là hình quán thế âm ở giữa sáng lên rất là nổi. Đó, mình quay hơi xa một chút nên là nhìn nó sẽ hơi khó nhìn, và khi các bạn nhìn thực tế thì nhìn nó sẽ rất là thật và rõ nhé. Đó, và cái tốc độ hiệu ứng của đèn này thì bên mình thiết kế là có thể thay đổi được. Bây giờ mình sẽ thay đổi cho mọi người cùng xem nhé, có thể chạy nhanh chạy chậm được, rất là dễ. Đó, đây mình cho chạy nhanh này, để hiệu ứng của đèn chạy nhanh này, mình chạy chậm xuống này. Đó, mình để tốc độ chạy chậm vừa phải thì nhìn cái đèn hào quang của mình nó sẽ đẹp nhất có thể các bạn nhé. Nên là mình sẽ quay gần lại một chút thì để các bạn có thể nhìn rõ hơn cái hình hình quán thêm ở giữa là sẽ rõ ràng nhất có thể để cho các bạn có thể là hình dung được, nó sẽ thực tế hơn. Đây là mình đang quay đèn trực tiếp buổi tối các bạn nhé. Đấy, quay đèn buổi tối nên là nhìn các bạn sẽ thấy là khi buổi tối đèn nó rất là sáng. Đấy, ban ngày thì nhìn nó sáng rồi, buổi tối thì các bạn có thể nhìn thấy nó rõ hơn. Đó. Tất cả các sản phẩm đèn hào quang bên mình làm thì đều bảo hành là 12 tháng trên toàn quốc các bạn nhé. Mỗi một chiếc đèn hào quang bên mình làm thì bên mình cố gắng làm sao để cho tất cả mọi người có một chiếc đèn hào quang về để sau ban thờ Phật hoặc là sau tượng Mẹ Quán Thế Âm, thì đều mong muốn là các bạn sẽ có được một chiếc đèn hào quang nó có chất lượng và tốt nhất. Đó. Bên mình thì luôn luôn là đặt cái chất lượng của đèn lên trên hết, chứ bên mình không có chạy đua về giá, về giá thành để làm giảm đi cái chất lượng của sản phẩm. Bên mình cũng cố gắng làm sao để đèn có tuổi thọ cao nhất có thể, vài năm trở lên. Đó. Với chiếc đèn led hào quang này thì nó có thể giúp các bạn là thờ trong không gian ban thờ thì mình có không gian nó sẽ sáng hơn, và đèn led thì khi sáng cũng rất là tiết kiệm điện các bạn nhé. Đó, ánh sáng đèn led rất là tiết kiệm điện. Nên bây giờ mình sẽ quay gần vào hơn đến với chiếc đèn các bạn nhé, để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Đó, bây giờ mình sẽ quay gần vào này. Đấy, các bạn nhìn thấy các bạn rất là rõ luôn. Đó. Nên mình quay gần vào cho các bạn xem này. Đấy, hình quán thế âm sáng ở giữa rất là rõ luôn, rất là rõ nét các bạn nhé. Đấy, các bạn khi các bạn nhận hàng thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ thực tế và nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, mình quay qua điện thoại thì có thể nhìn sẽ các bạn nhìn sẽ không được thật cho lắm. Đấy, mình quay xa ra các bạn nhé. Hiệu ứng của đèn thì các bạn có thể là yêu cầu mình làm hiệu ứng của đèn led là nhiều màu hoặc là một màu như này. Đó, bên mình thì cái mẫu đèn hào quang mà làm một màu vàng như này được đông đảo quý sư cô sư thầy cùng quý bạn Phật tử đặt mua khá là nhiều. Đấy, tức là chỉ có ánh sáng màu vàng thôi, hào quang phóng từ trong trở ra, và các kích thước thì bên mình đều có thể làm được 40, 50, 60. Đấy, có thể đến kích thước khoảng 1m2 trở ra bên mình vẫn đều làm được cho tất cả mọi người nhé. Các bạn có nhu cầu đặt đèn thì cứ liên hệ với lại bên mình thì bên mình sẽ tư vấn rồi báo giá cụ thể cho các bạn theo từng kích thước cũng như là cái số lượng, thì bên mình sẽ đưa ra cái giá nó tốt nhất và để các bạn có thể là tham khảo. Khi các bạn đã ưng ý rồi thì các bạn sẽ tiến hành đặt mua, các bạn nhắn qua Zalo bên mình nhé để trao đổi cho nó chi tiết và nhanh nhất. Bên mình thì hầu như Zalo thì sẽ liên tục là online để có thể là hỗ trợ và trả lời tất cả mọi người có nhu cầu đặt hàng. Còn khi các bạn bình luận ở trên YouTube này thì có thể bên mình sẽ không check được ngay và để phản hồi lại cho mọi người được ấy. Và trao đổi thì nó cũng khó khăn hơn là mình trao đổi trực tiếp qua Zalo.
các bạn cứ trao đổi, các bạn tham khảo giá thoải mái đấy, thì sau đó các bạn ưng ý thì các bạn đặt hàng, thuận mua vừa bán đấy, các cụ có câu đấy rồi đấy. Với một chiếc đèn hào quang này thì cái mình cũng sẽ cố gắng để cho các bạn cái giá thỉnh đèn làm sao có giá nó tốt nhất có thể, để các bạn có thể mang về trang trí ban thờ Phật hoặc các bạn mua cúng dường và chùa thì đều là sẽ được một cái chiếc đèn chất lượng. Sau đó thì mình mới nói đến giá thành đấy. Còn các bạn có thể nhìn hình thức bên ngoài của chiếc đèn thì có thể có nhiều chỗ làm giống bên mình đấy, thế nhưng bên trong ruột thì nó sẽ khác nhau các bạn nhé. Đấy, cái này thì không thể giống được đấy. Mỗi một cơ sở sản xuất, đơn vị sản xuất thì sẽ có một cái chất lượng đèn nó sẽ là khác nhau. Đấy, về hình thức thì bên mình làm đèn thì cũng khá là mỏng, chỉ khoảng tầm 3 phân thôi, hơn 3 phân thôi, rất là mỏng. Đấy, nên là khi treo lên nó sẽ tăng tính thẩm mỹ lên khi treo. Ở đây bên mình làm thì có một cái hiệu ứng hào quang chỉ có tỏa ra thôi. Các bạn muốn làm nhiều hiệu ứng hào quang chẳng hạn như là hào quang chạy hình bông sen này, hoặc là hào quang chạy những cái hình khác nữa chẳng hạn, nói chung là nó nhiều kiểu hiệu ứng ấy, thì các bạn cứ nhắn tin với mình nhé, thì mình sẽ làm và gửi cho các bạn một số mẫu hiệu ứng để các bạn tham khảo. Sau đó thì mình với các bạn cùng thống nhất, sau đó thì khi ưng rồi thì sẽ đặt hàng các bạn nhé. Đó, rất là nhiều mẫu khác nhau, kích thước khác nhau, nên là bên mình cung cấp cho các bạn tất cả các mẫu đèn đều có thể đáp ứng được. Bên mình là sản xuất trực tiếp nhé, nên là sẽ khi các bạn đặt hàng thì mình sẽ lên đơn, sau đó thì mình tiến hành sản xuất cho mọi người được. Đó. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của hongnet.com. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, bấm like để ủng hộ bên mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video giới thiệu các mẫu đèn hào quang tiếp theo của Hongnet. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đại đại bi tâm đà la ni, nam mô hắc sa đát na đa ra già già nam mô.